Em đây ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Nếu như bình thường mà Vios, Kia Morning và Hyundai thì nó được gọi là con cúc dân rồi, là con cưng, vì nó là dòng xe thông dụng thông thường, rất phù hợp với nhiều hoàn cảnh gia đình cũng như là mục đích sử dụng. Thì hôm nay em về thêm được cho mình một mẫu xe gọi là siêu phẩm đi. Một mẫu xe Kia K3 đời 2015 số tự động, trang bị động cơ 2.0. Em đây Hương đang chào bán với giá là 450 triệu. Thì sau video này thì các bác có thể cho em một nút like xem rằng cái video và chiếc xe này với giá 450 triệu có xứng đáng không ạ. Mặt ga lăng nổi bật với lưới tản nhiệt này, hai phần rõ rệt này. Và điều em thích nhất ở bên ngoài chiếc xe này đó là gì? Là cái cụm đèn pha cực kỳ sắc nét cho em, đèn bi sa lông và kết hợp đèn halogen, vừa có chiều sâu vừa sáng và không hề bị mờ này, sáng trong cho em luôn, có đèn gầm đầy đủ. Và trên trước mặt ga lăng thì cũng phải đằng trước này thì cũng có cho em hai mắt cảm biến va chạm. Xi nhan thì được tích hợp chân gương và la răng thể thao, phanh ABS dạng tăm, phanh ABS chống bó cứng này, la răng tăm, tăm không hề quá nhỏ đâu ạ. Và đặc biệt em thích ở chiếc xe này là gì? Nó chính là phần lốp xe, nó không to, không thô những dòng xe khác mà nó sẽ nhỏ, xinh như thế này và rất là chắc chắn cho em. Dạng bánh xe thể thao đấy ạ. Phanh ABS này, la răng tăm đẹp luôn. Xi nhan thì được tích hợp ở trên gương rồi, gương kính thì cũng chỉ số gương này liền đời luôn nhé. Xi nhan tích hợp trên gương dạng mí mắt cực xinh này, có cho em cái gương lồi nhỏ nhỏ như thế này thôi. Tuy rằng nhỏ thôi nhưng mà trong công cuộc mà để trong sơ độ an toàn, để lùi xe nhìn điểm mù thì em này rất là quan trọng luôn, tinh tế lắm ạ. Mở xe ra thì trước khi mở em sẽ quay cho mình ốp hết mạ chrome cao cấp viền chân kính này. Gương kính đèn đời số 5, số 5 tương ứng với cùng với đời sản xuất của chiếc xe 2015. Và một điều đặc biệt là khi mở chiếc xe ra, không rõ là do hệ thống của xe nó thơm, là do hệ điều hòa hay là do bác chủ cũ dùng một cái gì đấy nên là rất là thơm luôn. Bước luôn vào khoang động cơ máy móc thì với chiếc xe này có gì? Có ga tay tự động cruise control cho em này, Kia này, tối khí an toàn này, có nghe gọi này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, cái cộng và cái trừ này tức là gì? Là hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, cụm đồng hồ thiết kế to bản đây, siêu phẩm cho em nhé. Và bản này thì sẽ có cửa lock cho em, Kia K3 này có cửa lock này. Màn hình đầu đài thì có rồi, có hỗ trợ đầu DVD, các thanh hướng gió điều hòa còn hoạt động hoàn toàn bình thường, cũng như là cái phần đây, phần này nó sẽ là cái gì nhỉ? Ốp mạ cả carbon cho em, đầy đủ luôn, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, điều hòa mát lạnh luôn, auto như em nhé, điều hòa phải là auto đối với cái đời xịn sò như thế này. Có hai cổng sạc 12V, cổng AUX, cổng USB đầy đủ cho em. Chìa khóa đây, chìa khóa của xe này, chìa khóa bấm phím điện nhận cho em như này nhé. Và có tắt bật cảm biến ở ngay cái phần số củ số này, củ số vô lăng thiết kế rất là thể thao chất chơi luôn đúng không ạ. Hộp để đồ này, bên trong đây có hộp để đồ chia rõ ràng cho em như này, các bác có bao nhiêu quỹ đen, có bao nhiêu cái mà không muốn vợ nhìn thấy để vào đây cho em. Mách các bác một mẹo để dẫu quỹ đen, đó chính là để luôn trên xe ô tô cho em. Đèn trần các bác nhìn này, bật một sáng hai nhá, bật một phát, không phải cái đèn đỏ ngày xưa đâu. Nếu như đèn đỏ thì nhìn nó hơi quê rồi, nhưng đây nó là cái đèn sáng như đèn huỳnh quang luôn, sáng trong luôn, đèn như đèn sáng mờ sương luôn ạ. Cửa lóc cực kỳ đẹp luôn. Gương đây, gương chống lóa này, táp lô đẹp căng rồi. Với dòng xe này thì phù hợp với những bác nào mà đi tán gái cho em đi, tán gái đi, chưa có người yêu đi. Bác chủ cũ nhá, da thì da ghế da còn zin đẹp rồi, nhưng rất là đầu tư, đầu tư cho em nó một bộ ghế da cực đẹp với tông màu nâu cà phê cực chất luôn. Và có hai chế độ cho em đã thẩm rồi này. Nếu như bên mùa hè thì các bác có thể ngồi trên trực tiếp những cái lan mây như thế này, bốn ghế đều có cho em nhé, hai hàng ghế da đều như vậy luôn, với những cái lan mây cực kỳ êm và cực kỳ mát, không hề bị nóng lưng giống như mình nằm cái chiếu như mình đấy ạ, rất là mát rồi. Nhưng mùa đông đây, mùa đông nó lại xịn sò cái như này, mùa đông thì nó sẽ lại là cái thảm như thế này đây, các bác nhìn không, một bộ ghế da mà không phải đơn giản mà có thể sở hữu được đâu ạ, chỉ bộ ghế da thôi này, nó sẽ là một cái thảm lỉ này, rất là ấm luôn, rất là ấm luôn. Bộ ghế da này nhá, không phải là thay cho có đâu nhá, mà phải cực kỳ đầu tư mới được bộ ghế da như này. Mùa đông các bác sẽ được ngồi trên một cái hàng ghế da mà lót cho mình cái tấm thảm lỉ lông như thế này, rất là mềm, rất là mượt. Mùa hè nóng quá sẽ cho lên như thế này.
Kỳ sẽ là một cái hàng ghế mây. Một cái hàng ghế mây cực kỳ mát lưng, không hề bị nóng. Đó, điều mà em thích nhất là gì sao? Một bác chủ cũ cực kỳ ăn chơi luôn. Bác chủ quá là ăn chơi. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Và với dòng xe siêu phẩm như thế này thì tất nhiên ghế chỉnh phải là ghế chỉnh điện 8 hướng cho em nhé, không phải chỉnh cơ nữa rồi. Ghế chỉnh điện 8 hướng cho em này. Sticker này, Kia K3 thể thao, các bác nhìn cho em này. Make in Korea. Đó, các bác nhìn rõ chưa? Make in Korea, Kia K3, chất chơi chất nừ luôn. Siêu phẩm này. Từng con ốc còn đẹp căng cho em. Nếu như sau khi vào video này em update lên mà các bác còn không còn những khách hàng mà khó tính mà em không thể nào mà chiều được nữa thì em cũng đến chịu thôi nhá. Phù hợp với tất cả các bác mà nếu như bác nào cực kỳ khó tính này, từng cái tiểu tiết nhỏ này mà các bác còn chê nữa này, vì em thấy quá là đẹp luôn. Từng cái lốt cao su còn, keo chỉ zin. Này các bác nhìn này, lỗ thoát nước tròn như này, vuông đen đét này. Bẹ mỏi trống mỏi tay là bằng da mềm rồi. Gương kính cụp chỉnh auto cho em. Ghế nhớ hai vị trí, ghế chỉnh điện 8 hướng. Một nút line xuất sắc, phải gọi là xuất sắc này. Táp ly cửa nhưng cũng như móc tay khóa cửa các bác này, tay cầm này, sáng choang đẹp căng luôn. Wow, phải hoa lên một phát. Khi mà bắt được chiếc xe này em phải hoa lên một phát, vì sao lại bắt được chiếc xe đẹp như thế này. Keo chỉ đây. Đấy, lỗ thoát nước này không hề bị rỉ sét. Kệ bước chân lên xuống này, ghế da này. Hàng ghế da phía sau cũng vậy luôn. Tháo cái này ra, hạ cái này xuống. Wow, lại là một cái bộ thảm mùa đông ngồi rất là ấm áp luôn. Ghế trong là ghế zin rồi nhưng không thích. Thích may một bộ ghế để cho vợ con, gia đình, ông bà ngồi. Mùa hè thì là ngồi trên một cái ghế mây cao cấp, ấm mát, mát mẻ như thế này. Còn mùa đông thì sẽ là một cái bộ ghế gọi là gì, lì ạ. Lì đẹp căng cho em. Và với chiếc xe Kia K3 này thì gì, hệ thống điều hòa cũng chia làm hai vùng nóng lạnh rõ rệt cho em nhé. Hai vùng nóng lạnh rõ rệt, các bác ngồi phía sau lạnh quá, nóng quá, các bác tự chỉnh đi. Chỉnh làm sao khi nào vừa với cơ thể của mình thì thôi, không cần phải làm phiền bác tài. Đúng không ạ? Ghế da cao cấp này, từng con ốc này, ở trên tất cả những cái ghế này còn nguyên bút chấm sơn này. Sắc nét luôn. Sắc nét luôn ạ. Không phải có tiền mà có thể mua được một chiếc xe mà đẹp như này đâu ạ. Đôi khi có tiền mà không biết chỗ mua, không biết cách mua, còn không mua được xe đẹp luôn đúng không? Móc khóa này các bác nhìn cho em này. Con ốc bé tí ở bên cánh cửa em cũng quay sát cho mình xem. Táp ly đẹp căng rồi. Nhấc máy lên đi và gọi cho em Lê Hương đi. 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn này. Ôi gầm bệ sáng choang, đẹp căng lốp này. Chỉ số của lốp này các bác nhìn cho em này. La răng thể thao phanh ABS đẹp. Em sẽ mở khoang cốp xe của chiếc xe Kia K3 siêu phẩm này ra. Kia K3 siêu phẩm 450 triệu. Rẻ hơn so với giá trị của xe nữa. Nếu như mà thật sự này. Đấy, cốp điện mở một phát, bấm lên luôn. Cốp xe. Nói chung là chiếc xe này thì không chơi được một điểm nào. Một điểm duy nhất là em nó đã từng có một đời chồng, thế thôi. Còn không chơi được một điểm nào. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp. Từ cái thảm sàn này các bác nhìn này, bệ xe này, sàn xe này sạch đẹp này. Khoang cốp nội thất đến khoang cốp cũng thơm cơ. Từng cái lỉ này còn nguyên, cốp sau còn nguyên lỉ đẹp cho em. Keo chỉ zin đây ạ. Keo chỉ zin. Quay này thì hơi quáng, hơi lóe một chút, nhưng mà đây là keo chỉ zin nhá. Ôi, xuất sắc luôn ạ. Có cả cam lùi đầy đủ cho em rồi này. Màn hình giải trí có này. Thiết kế thể thao đẹp luôn. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bạt, ăn sâu vào lắp cốp. Phía trước thì có 2 mắt cảm biến, phía sau thì có 4 mắt cảm biến này. Vậy là xe chân quanh xe có 4 mắt cảm biến va chạm. Có tắt bật cảm biến nên các bác có thể dùng, có thể không, không quan trọng đâu ạ. Góc nghiêng này, góc nghiêng thần thánh đây. Đây sẽ gọi là góc nghiêng thần thánh nhé. Soi ra mọi khuyết điểm nếu như mà quay cái góc nghiêng này, nếu như xe bị lỗi. La răng đẹp căng. Quá là chất lượng. Chần chờ làm gì, một chiếc duy nhất, số lượng có hạn. Giá được rất là ok. Về không phải tu sửa, không phải chỉnh sửa gì. Xin nhan các thứ đầy đủ cho em, hệ thống này. Option đẹp, full đồ chơi.
giấy tờ pháp lý này, đầy đủ điều kiện để các bác sang tên đổi chủ này. Kia K3 2015 415 triệu. Nhấc máy lên đi ạ, nhấc máy lên đi ạ. Từng con ốc nhỏ nhất em đã quay cho mình rồi. Một video hơn 10 phút mà vẫn chưa nói hết được về option của em nó này. Táp ly táp lô đẹp căng. Bây giờ em sẽ mở khoang động cơ, trái tim của chiếc xe cho khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng nhé.